thú ác luôn. Tại vì hắn là nhiều, không còn một cái nó chờ tập trung kéo cái kia, kéo cái này lại nè, bởi mình lây quá là mình cũng sợ. Lây quá là biết mà, bởi ông mẹ ông nói đó. Chị mới nói hôm qua lâu lâu rồi mà nó lây được cái đổ được cái nước vàng. Nó vừa nói xong tôi nhắn một về đi. Bay vô rồi. Gió này chỉ cần em úp cái em cho cái quạt mình chóc dưới đất xí là được rồi. Hãy đào xin nghe. Họ vệ sinh nhà chưa? Để còn đặt đồ về nữa chứ. Giờ cũng không đẹp lại. Béo gì? Này ốm quá. Ốm phải ra suy dinh dưỡng á. Em nuôi cục ra mà ăn bé nuôi cục nó xin dữ nuôi đều em nặng đây nhiều lần rồi phải không em? Nhiều lắm chứ răng mà em để mà lâu lâu em mới đi lần à? À dạ không, em để em qua em học Sài Gòn vậy. Mà nó ít chỗ mấy tháng em đi lần? 2 tháng 3 tháng. Đá đá chứ nè. Nào bị ngứa, đá thiệt hả? Bà ngứa rồi cao vào chân em. Phải cao chân em với chân chị. Thôi đừng cười kìa. Em đang miếng rồi vậy chị. Chào con bé khách là chị thích con gái. Tại vì sau lớn cho nó làm mụn giống chị á. Em kêu chị ơi chị hết nghe rồi đâu mà chị bắt đi làm mụn nữa. Em kêu cái mụn giàu em cười á. Em kêu giàu chị đi à. Anh đi em nghe mấy? Em to lên. Nghe anh đi. Dạ, ngay bên cạnh ông Thọ anh đi. À, vừa trước em nói hắn là mùa hè thì mang cái mùa mát ra chỉ cái nữa đó anh kêu 2 lớp là mát rồi. Ừ thôi anh đi mua loại vải á, vải cho mát chứ. Dạ chứ đừng mua đồ đó nóng anh ạ, vì đồ đó nó là lạnh. Không thì anh mua cái loại 1 lớp. Có không đồ như mình đó anh, nhưng mà 1 lớp thì nó mỏng mát hơn á. Em mua vải thì anh mua chỗ khác đi. Em anh mua vải thì anh ra ngoài anh mua hơn. Dạ anh đi ra shop nhiều mà shop Phan Thanh đồ bán đầy. Dạ dạ hên chưa hồi nữa là mua combo luôn bộ luôn cái gì đòn nữa không nghĩ gì thôi nữa. Thôi chị không đừng có mua. Em phải kế vào việc cái vải. Hẹn. Chờ.
phục mẹ. Đây như bà trao. Tại anh rùng luôn. Nhiều cục mụn lì. Mỏi gì hả? Chứ vì hỏi em nó mày xong ngày nay cũng ế ngày nay hôm qua còn được, hôm qua còn đỡ. Bữa nay chuyển khoản đâu, mắc phí gì đâu đúng không hả? Mà YouTube này càng ngày càng khó rồi.
con sinh mụn như thế chỉ còn đẹp không cảm xúc rồi. Không cảm xúc cái là máu vitrilin. Còn coi nè lì chứ. Cho chị ít băng đi. Cái gì mà mình có cái gì đó mà quay trực tiếp cho khách có xem luôn, xem mặt họ luôn đẹp đi. Thay đổi công nghệ đi. Người thấy họ sẵn cha họ gớm, nhưng mà nhiều người coi xong lại ghiền luôn.